Bố tôi năm nay 70 tuổi bị mất tiếng do polyp thanh quản thì nên uống cây thuốc nam gì cho đỡ bệnh? Tôi xin cảm ơn ạ. Chào bạn, đối với bệnh polyp thanh quản thì bạn có thể sử dụng cây thuốc nam để điều trị bệnh. Hai cây thuốc nam có công dụng hỗ trợ điều trị polyp thanh quản tốt nhất hiện nay đó chính là cây xạ đen và quả ké đầu ngựa. Để điều trị polyp thanh quản thì bạn nên sử dụng kết hợp hai vị thuốc trên với liều lượng như sau: cây xạ đen 50g, quả ké đầu ngựa 20g, sắc với 1,5 lít nước, đun cạn còn khoảng 1 lít nước và uống thay nước trong ngày. Một số thông tin nhà thuốc xin phép được chia sẻ đến với bạn.